Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em lại làm một cái video để gửi tới các bác. Em lại khoe tiếp tục cái sim của em nó đã bắt đầu chín, bắt đầu có quả chín. Thì sim các bác đã chín hết chưa nhỉ? Hôm nay em sẽ khoe cái sim của em có hai quả duy nhất chín nha các bác nhé. Sau đây mời các bác xem này. Đây, trời nắng rất là đẹp. Đấy. Yeah. Trời nắng rất là xanh, vừa mưa xong. Đây. Các bác này. Đây. Quả sim của em bắt đầu chín nha các bác. Mình đẹp. Rất mọng, rất đẹp. Những quả chưa chín đây. Đấy. Đây. Quả này chưa chín thì còn rất là nhiều thời gian để mà được to như quả này. Quả này em chưa vặt đâu, hôm nay khoe các bác một tí. Đấy. Đây, tiếp tục quả thứ hai chín. Đâu có nhiều, vừa nhìn thấy. Đây. Đây, tiếp tục một quả thứ hai chín. Đấy. Thì cây sim này của em đã, có nghĩa là quả nó cũng đều chín hết như vậy rồi đấy, nhưng mà tại là em hãm nó lại, không cho nó phát triển hoa nữa. Thì không tưới nước nó rụng hoa đi, khi mà khoảng một tuần sau em tưới thì bắt buộc thì bắt đầu nó lại trổ hoa đủ, thì bắt đầu quả bây giờ bắt đầu với chín chậm hơn cây sim ở rừng, chậm hơn những cây của người khác. Gốc nó đang phát triển lên mầm rồi, là lên bìu rất là đẹp các bạn, có thêm con trâu này nữa. Hôm nay làm cái video để chia sẻ được cái đam mê với các bác thích cây sim. Thì thực ra là cây sim thì em nghĩ là nó chơi cái dáng sỏng như thế này, không vặn vẹo gì nhiều thì em nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Đấy, dưới nắng các bác xem. Được trồng 2 năm rưỡi trên chậu các bác nhé. 2 năm rưỡi trên chậu rồi. Đấy. Năm nay thì quả rất là nhiều. Đây, tiếp tục khoe các bác thêm một cây nữa. Đó là cây hoa mua tím các bác này. Cây hoa mua tím. Cây hoa mua tím được trồng trên chậu. Đây. Em có một cái sở thích là rất là thích hoa mua, hoa sim rừng. Đấy, cho nên là em rất là ưng những cái cây của em. Chứ còn trong mắt của các bác thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà cây này thì hoa này đúng chính xác không một tí, lá nhỏ. Đấy, mỗi khi nó nở hoa thì nó ra ra rất là nhiều. Đấy các bác nhá. Đấy, cái gốc kìa, các bác nhìn xem cái gốc nó già, nó to như thế nào. Đấy, hoa mua tím dưới nắng. Đấy, cành ngọn này. Thì cây này đã cũng cơ bản là cũng được em tạo hình qua rồi. Đấy. Cây này đã được tạo hình qua rồi các bác. Đấy, được tạo hình qua rồi thì bây giờ chỉ còn chờ mỗi cái là ra hoa nữa thôi. Đấy, và những cái cành non ra thêm lá là cây này sẽ rất là đẹp. Tại vì cái gốc này nó cũng có thời gian tồn tại cũng khá lâu rồi các bạn. Mà đưa được lên chậu mà sống ổn định thế này thì cả một vấn đề, dáng nó hơi siêu. Đấy. Thế thì hôm nay muốn khoe với các bác hai cái vấn đề như thế. Và các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh Hoa Sim của em nha các bác nhá. Thì sau này em có sẽ nhiều những cái cây đẹp hơn, cây sim đẹp hơn để khoe tới các bác. Đấy. Và các bác nhớ đăng ký subscribe kênh cho em nhé các bác nhé, chia sẻ. Đấy, quả sim. Đấy, khi nào mà cây này em nó ra quả nó sẽ như thế này. Đấy, quả nó sẽ chín như thế này thì em sẽ quay tiếp tục cho các bác một cái video nữa để các bác xem. Quả sim thì rất là tốt, ngâm rượu cho trẻ con ăn. Và nói chung là làm mọi thứ về quả sim, sinh tố sim, ngâm rượu sim. Đấy, rất tốt cho đường ruột.
và nói chung là nhiều thứ các bạn. Đấy. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho Vũ Hoa Sim Thái Nguyên các bác nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, thì sau đây em sẽ kết thúc video ở đây nhé. Hẹn các bác video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.